Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Chào em. Em tên là Nguyễn Thanh Tùng, năm nay em 33 tuổi ạ. Em là tên là Trần Thị Thanh Phước, năm nay em 29 tuổi. Mà em làm đang làm ở trưởng phòng kế toán. Ồ, rồi Tùng gặp cái cô trưởng phòng như thế nào? Năm 2009 thì tụi em cùng làm cùng một công ty thiết bị y tế. Thì vợ em thì làm là kinh doanh kiêm là thư ký. Còn em là làm bên nhân viên kỹ thuật mổ. Công việc thì tính chất nó là qua lại, cho nên là hay xích mích lẫn nhau lắm. Tại vì bên kinh doanh thì hay là ép bên tụi em. Em bị ép gì lắm hả? Cái dạ, nguyên một đám tụi em, nhân viên tụi em là bị mấy cô kinh doanh này cứ đi xuống là cứ la lối sầm lên. Mà mấy cô ép? Mấy cô dạ ép. Đâu có ép hai đâu. Hai cô ép. Hai cô ép mà có cô này không? Cô này là dữ dằn nhất. Ép nhất cho nên đó, bị bội lấy cho rồi đi. Không, chưa. Hồi đó tụi em ghét lắm. Nhiều khi tụi em nhìn mặt giữ nhìn tụi cái. Rồi, thẳng mặt luôn mà. Hồi đó bực lắm chứ bộ. Tại vì nhiều khi mình đi ra ngoài đường á, tụi em đi ra ngoài đường nhiều á, nó mệt lắm. Về rồi bị thúc ép nữa mới bực, mới chửi vậy, giữ quỷ cái vừa phải thôi. Coi từ từ người ta đi. Trời, lúc đó em giận tím mặt luôn á, em giận lắm. Là bởi vì công việc thôi nên mình mới làm như vậy. Tại sao em không nói lại là mấy ông nội quỷ đực? Thông dụng. Rồi có nghĩa là cái ấn tượng ban đầu tức có nghĩa là hai bạn không ưa nhau. Dạ đúng rồi, ghét lắm. Ủa không ưa nhau, ghét nhau vậy sao mà đến với nhau? Chính vì đó là cái lý do chính là dẫn tới hôn nhân của tụi em. Ôi trời, mọi người có muốn nghe cái lý do chính không? Chính vì ghét như vậy. Nguyên một đám bàn tán nhau kêu Tùng, một cua nhỏ đi. Rồi, để tao cua cho. Cua tao ghét, nhà cua được xong tao bỏ ghét. Tao cua cho bỏ ghét. Hồi nãy là chị đã đoán cái tâm lý vậy đó. Ghét quá mà là cho rồi đi. Hồi đó công ty là cũng hay tổ chức đi ăn đi uống lắm. Thì ngồi cứ đối diện cứ nhìn xong rồi cái bắt đầu đánh vào, đánh mạnh vào. Đủ riêng đi chơi riêng. Bắt đầu đi uống cà phê. Xong đi ăn đi uống thì mình cũng tỏ ra là quan tâm này nọ, chăm đút cho ăn luôn. Chắc kết rồi. Thế là tự nhiên là quen. Thế nghe nè, nhưng mà sao á, anh này cũng không ưa em mà em không ưa ảnh mà sao lại nhận lời đi ăn với anh? Không mà có phải là do ảnh quá quyến rũ hay không? Dạ không, mà bước đầu tiên là ở công ty là đồng nghiệp đã ghét rồi. Nhưng mà do là bởi vì gặp nhau thì ảnh không có giống vậy nữa. Anh lại làm nói chuyện nói chung là nó quyến rũ sao anh lại nói cho lần người ta gọi là nó đồ. Dạ nó ngọt ngào lắm. Trước khi mà quen với em á là chồng em có nhiều con gái theo không? Dạ lúc đó em chưa có biết mà sau này em mới biết. Sau này biết. Nói chung ảnh đa tình lắm, quen đa nhiều tình. Lắm. Dạ. Phải không? Dạ. Cái lúc mà ảnh giăng bẫy em á thì là cùng lúc đó là em có phát hiện là anh này anh còn quen nhiều cô ngoài. Dạ không. Làm sao biết được? Sao biết được đúng không? Bởi vì mới hỏi nè. Em tin người đó này không biết nói khi sao mà cảm thấy mà dính rồi là về báo cáo tụi kia. Ê tao cua được rồi đó, giờ bỏ ha. Rồi bỏ không? À, bỏ ha. Bỏ được không? Thì tụi kia nó kêu thôi từ từ đi, bỏ cho nó sâu đi, bỏ. Thôi ác gì. Ai ngờ đâu giờ từ từ cái đâu sâu mình lại sâu lại luôn đó. Chưa biết ai giăng ai luôn. Không biết ai giăng ai luôn. Rồi bây giờ mới biết người giăng á. Chị Vân có thấy không? Hồi nãy cái cặp đầu tiên đó cũng là nhờ chương trình này mà cái ông chồng mới biết cái cô kia. Đúng không? Còn bây giờ nhờ chương trình này cô này mới biết ông này. Trời ơi, thì ra là quăng mình là phải là cá độ gì đấy. Rồi, nói tóm lại là trong đêm nay là các ông chồng đều bị bà vợ hành hạ cho coi. Em kể cái này nè vui nè. Cái lúc mà em bị sâu lại á, cái cảm giác em sao? Nó sao quá chị ơi, nó người nó lâng lâng á, sao tự nhiên mình cảm thấy hồi đó mình tự nhiên mình cua bỏ ghét cho bỏ thôi mình rồi bỏ mà tại sao bây giờ tự nhiên mình lại thấy thương thương ấy, thương thương rồi về nói thương thương kia. Rồi mê đúng không? Nửa năm sau tụi kia nói rồi bỏ được rồi đó Tùng. Rồi sao mình tự... tụi tao bỏ bay chứ không bỏ bỏ tao bỏ không được đó tụi bay ơi. Giờ tao thấy nó thương thương đó mẹ ơi, thương thương đó mẹ ơi, rồi mê nữa rồi, mê rồi. Rồi tụi bay mày hèn quá vậy cũng được cứ dân chơi. Tao kệ mày ơi, lỡ rồi. Vậy thì hai bạn yêu nhau như vậy thì bao lâu thì bạn mới đi đến hôn nhân? Tụi em quen nhau cũng được 4 năm. Cái khó khăn gì không? Trong quá trình quen nhau thì chia tay hoài. Chia tay hoài hả? Dạ. Thì anh thấy anh ham chơi quá. Ham chơi à? Dạ, cứ đi chơi hoài á. Chơi là anh không có nghĩ tới ai hết. Em chơi gì mà em không nghĩ tới ai vậy? Thì em đi ghiền. Ghiền cái gì? Em chơi cái gì? Chơi pizza với lại ghiền đi câu cá. Em có thể em đi câu cá 2-3 ngày cũng được. Lúc em không nghĩ tới ai luôn. Khi mà em vô cuộc chơi rồi thì gần như là em không nghĩ tới ai hết á. Vậy còn bây giờ thì sao khi mình đã có vợ rồi? Bây giờ thì có nghĩ vậy à?
Cũng vậy luôn. Thì có bớt bớt lại đi chút xíu thôi. Em có con chưa? Dạ chưa ạ. Chưa có con, vậy thì nếu mà chưa có con mà em đi chơi cái kiểu này là vợ em dễ bị sốc lắm ạ. Ừ. Đúng không? Dạ, tại vì đúng. Thường nếu mà có con á, thì mình còn dành thời gian cho con mình quên đi được. Chứ còn bây giờ á, chưa có em bé mà chồng nhiều khi đi câu cá tới 2-3 ngày kiểu như vậy là buồn lắm ạ, đúng không? Dạ, mà nhưng cũng mà, không có lo làm ăn nữa, lo đi nhưng chơi. Nhưng mà những lúc mà như vậy á, thì cái trạng thái của em như thế nào? Em bị tụt áp hoài. Tụt huyết áp hoài. Đó, đồng cảm nè, tụt huyết áp là dễ xỉu lắm. Dạ, em tụt huyết áp rồi, bị co giật, bị tụt canxi rồi á. Trời ơi. Dạ. Em có chứng kiến vợ em bị tụt huyết áp mà co giật bây giờ chưa? Dạ, chưa. Bữa nào cho chứng kiến cái đi cho mất. Thôi chị đừng xuống dạy chị ơi. Trời ơi. Để cho biết là lúc đó mà không có, tại vì chị bị tụt huyết áp chị biết nè. Những lúc đó mà không có ai bên cạnh cực kỳ nguy hiểm, chị nói em biết. Dạ. Cái dòng cao huyết áp cũng nguy hiểm nha, mà tụt huyết áp nguy hiểm hơn nữa đó. Tại vì thường thường á vợ em, ví dụ em bỏ đi chơi thì đúng là ở nhà mệt mỏi thiệt, nhưng mà khi em về em là ngon tiếng ngọt tí rồi thế là hết tỉnh ngay. Ừ. Đâu gì đâu, chị đừng xuống kêu vợ em tụt huyết áp. Rồi hỏi em cái tật xấu của vợ em sau khi cưới về mà em phát hiện được đó là gì? Nó dai, nó dài. Nhiều khi nó dai, nó dài, thành ra đâm ra nó dở. Nó mới chọc cho đàn ông bực mình. Rồi thêm cái được cái lo xa. Nhưng mà từ cái lo xa thì thành ra là bừa bộn. Hay đi siêu thị hốt hàng, tạp phẩm, nhu yếu phẩm như bánh, trái, đồ dùng để hết trong nhà. Ừ. Mà cái phòng hai vợ chồng thì có chút xíu à. Ừ, còn gì nữa không? Thì chỉ bị nhiêu đó thôi. Tật xấu nhiêu đó thôi à? Thực ra là vậy. Cái tật xấu của vợ á, thì nó gọi là cái tật mà cái người phụ nữ nào hầu như cũng có hết trơn á. Dạ đúng. Nhưng rồi, mà thấy là như cái điển hình á. Có cái tật của chồng em á là chị thấy không phải là bất cứ người đàn ông nào cũng có đâu. Bởi vì do anh đi chơi nhiều nên em mới hay nói, chứ thật ra em cũng không muốn nói. Rồi ngoài cái đi chơi ra còn cái tật gì nữa không? Chồng em còn tật gì nữa? Anh nóng tính lắm. Ví dụ mỗi lần mà giận nha, nói chuyện một cái quan điểm, một vấn đề nào đó để cho hai vợ chồng cùng giải quyết á, là anh không có chịu. Thì tại vì lúc đó là cả hai bên đều nóng. Bắt đầu là anh nói là cho anh là đúng. Anh phải bỏ ra ngoài, mất công đứng lại còn xảy ra lớn chuyện nữa sao? Lớn chuyện, lớn đúng hồi đó giờ hai vợ chồng cãi mà lớn nhất là cái gì? Chưa, cái lớn là em đã bỏ đi. À, bỏ đi mấy ngày? Không, bỏ đi mấy ngày không, em bỏ đi ra ngoài quán cà phê em ngồi 2-3 tiếng rồi em về em ngủ. Mà mỗi lần nóng lên như vậy thì ở nhà bên chồng em thì là mẹ chồng em có can thiệp chưa không? Có, mẹ em thì bênh em, còn ba em thì bênh con dâu. Ừ. Nhiều khi hai ông bà bênh hai đứa xong cái lát mà hai ông bà cãi lộn hai đứa ngồi ngó. Vậy không biết trong trường quay mình là có mẹ của mấy học? Dạ có, nay có mẹ em đi. Vâng, quốc thượng phải xuống dưới thuận giúp bác một số câu hỏi nha. Xin hỏi bác chút xíu về cảm nghĩ của bác về chương trình Vợ Chồng Son. Tôi là cái người mà tham gia cái chương trình này từ đầu tiên, từ năm ngoái giờ. Và tôi rất thích cái chương trình này. Trước tiên xin chào mỗi tay cho cô. Một người khán giả đặc biệt của chương trình Vợ Chồng Son. Qua cái chương trình này thì tôi thấy là có những cái lời khuyên của Hồng Vân và Đúng Thuận đối với vợ chồng mới cưới, tôi thấy rất là hay và rất cảm động. Nhờ cái chương trình này để mà có thể thay đổi được, bớt được cái tính cằn nhằn, tính bướng bỉnh của con trai và con dâu, và thậm chí cả tính nóng nữa. Để làm sao cho cái hạnh phúc của các cháu được bền lâu. Vâng, xin cảm ơn cô. Giờ chị mới thấy là Tùng có cái duyên của mẹ đó. Chắc chính vì thế cho nên em mới hợp với mẹ, tính của mẹ em hơn là ba em. Nếu như có một điều mong muốn thay đổi thì em muốn vợ em thay đổi đi. Bớt cằn nhằn, bớt nó dài lại, nó ngắn thôi. Anh biết lỗi nha, anh đâu chưa khi nào mình thay đổi. Bây giờ chị hỏi nè, giờ chị hỏi ngược lại nè. Nếu như bây giờ thí dụ vợ em á có cái tánh giống như em á, đi chơi một cái gì đó hình thức giống như chơi bia vậy đó, chơi bowling đi, chơi bowling hay chơi một cái gì đó cũng bỏ đi kệ em huyết áp hay em tăng xong gì kệ em ở nhà em muốn làm gì em làm. Rồi em thậm chí em gọi điện thoại vợ anh đang bị tụt huyết áp, em đang lên tăng xong vậy anh kệ luôn, thì em tính sao? Chỉ biết là lúc đó phải nhờ ba mẹ lo cho mình thôi. Một lần, nhưng mà nếu mà thường xuyên như vậy chừng mấy lần như vậy em cảm thấy sao? Em chưa bao giờ em nghĩ tới cái hoàn cảnh đó. Không phải nghĩ chứ. Chưa bao giờ nghĩ, chưa bao giờ gặp đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà em có biết là vợ em gặp thường xuyên vậy thì em có bao giờ em đặt cái trường hợp chính vì vậy, cảm xúc của mình vào vợ thì em sẽ thấy như thế em nào? Em đã từng đặt trường hợp em vào vô vợ rồi, em biết như vậy. Nhưng mà khi em chơi thì em không biết tới ai. Nhưng mà khi em chơi xong rồi thì lại em về em lại bù đắp, em thương vợ nhiều hơn. Em cười. Mà bây giờ chị tức quá để chị phải truy cho cùng. Bây giờ vậy, nếu có một cái điều gì đó, một cái yếu tố nào đó để cho em sửa được cái đó thì nó sẽ là cái gì? Là con cái hay là một cái gì đó thay đổi của vợ để mà em sửa được cái điều đó? Tại vì thực ra nếu như chị mà ở trong tâm trạng của vợ em cũng đau khổ lắm. Thực sự chị rất là đau khổ nếu như mà chị gặp vào cái hoàn cảnh như vậy. Sửa thì hơn một tháng nay em đã không đi chơi. Em đi làm về
em về nhà với vợ. Thì khi em còn về sớm, em còn ra công ty cũ của vợ, em đón vợ về thì em đang sửa dần dần. Đúng. Như vậy có nghĩa là không phải là bất khả thi để mà không sửa được, đúng không? Không phải là do bị ép mà do cái tâm của em tự nguyện em làm điều đó. Dạ đúng rồi, tâm em tự nguyện chứ không ai ép được em, từ xưa không ai ép được em mấy chuyện đó. Em có thấy là một tháng nay là em cảm thấy thoải mái hơn không? Đỡ tụt huyết áp hơn không nếu như chồng em tiếp tục như vậy? Cũng chưa lắm. Vì đương nhiên là mới một em tháng cứ nghĩ thì chưa đủ để nhiều. Nhiều lúc là nghĩ đi chứ không đi chơi là có phải có một cái nguyên nhân, cái yếu tố gì đó mà không đi chơi. Chẳng hạn như là hết tiền chẳng hạn. Em nghĩ là vấn đề đi chơi thì em khó mà thể tin ảnh là không đi chơi nữa. Bây giờ vậy nè, sau cái chương trình này á, em nên để một cái lần nữa, một cái cơ hội nữa để mà cho chồng em chứng tỏ rằng á, là chồng em tự thay đổi. Nãy chồng em đã nói một cái câu mà chị tin là cái điều đó là đúng đó. Có nghĩa là không ai ép được chồng em hết, chỉ tự chồng em làm thôi. Vì nhiều khi đó, cái đó nó là một cái bản tính đặc biệt của từng người nữa. Thì bây giờ nếu như chồng em đã nói được cái câu là tự em chứ không ai ép được em, mà chị tin là chồng em đang làm cái điều mà tự trong cái trái tim của ảnh muốn làm. Và chị nghĩ rằng nếu như mà vợ chồng em có thêm một đứa con á, thì nó sẽ là một cái sự gắn kết và một cái sự mà thay đổi từ cả hai phía. Chị nghĩ rằng á, giữ mái ấm gia đình được hay không là do người phụ nữ, do người vợ hết. Mình biết chồng mình nóng tính, mình nên nhịn chồng mình một chút, một điều nhịn chính điều lành. Khi mà anh đang nóng quá thôi mình đừng nói nữa. Sau khi mà chồng em đã nói là sau đó chồng em bù đắp rất nhiều, trong lúc bù đắp em nói đi, em nói anh ơi thế này thế nọ thế kia, thì tụi em sẽ thấy nó nhẹ nhàng thoải mái lắm, đâu có gì. Nhiều khi người ta không nói bằng lời nhưng mà nhiều khi một cái hành động gì đó. Thì bây giờ hãy thể hiện cái hành động ở trên sân khấu này được không? Dạ được. Thử anh. Thế. Hôn luôn đi, hôn luôn đi, chứ vuốt tóc không được đó. Rồi. Xin cảm ơn hai bạn. Mẹ là người sung sướng nhất kìa.